Xin chào tất cả các bạn và em là Quốc Duy, nhân viên bán hàng của cơ sở Lan rừng Ngọc Bền. Hôm nay ngày 9 tháng 1 năm 2019, xin gửi lời chúc sức khỏe và làm việc hiệu quả đến tất cả các bạn yêu lan trên toàn quốc ạ. Và hôm nay em xin được thay mặt cơ sở Lan rừng Ngọc Bền được báo giá những mặt hàng lan rừng mà cơ sở bên em hôm nay đang có ạ. Đầu tiên, em xin được báo giá là cái mặt hàng lan trầm tím Lào ạ. Trầm tím Lào thì bên em đã bán được 2 phiên nay rồi. Hiện giờ hôm nay vẫn bán với mức giá là 1 triệu 300 nghìn đồng 1 kg. Bởi vì hiện giờ ở đây toàn là những hàng mà gọi là hàng ở trung bình nhá. Trầm tím Lào thì hiện giờ mức giá 1 triệu 3 này sẽ là nó cũng không được to đều đẹp lắm như cái mức giá là 1,5 triệu đó. Các bạn mà lấy về để trồng làm giống cũng như là mình tách ra, có thể là chia làm nhiều giỏ để chơi hoa vào những mùa sau nhé. Dạ, trầm tím này là trầm tím Lào ạ, 1 triệu 3 1kg nhé. Tiếp đến bên cạnh đây là mặt hàng Long Tu Xuân hàng giống các bạn ạ. Hiện giờ Long Tu Xuân hàng đẹp thì bên em hiện giờ đã hết rồi, còn cái hàng giống này thôi. Đây ạ, Long Tu Xuân hàng giống nó có, thực ra là những cái này nó cũng không có gãy ngọn đâu, chỉ chủ yếu là thân nó hơi nhỏ nên là các bạn nhà vườn lấy về ghép để có thể là chăm đến mùa sau thì sẽ không thua kém cái hàng đẹp nhé. Đây, hàng giống bên em cũng có cả những cái thân cỡ này cơ. Đây ạ. Long Tu Xuân hàng giống bên em bán với mức giá là 180.000 1kg ạ. Bên đây thì còn có khoảng tầm 1kg Long Tu Xuân hàng đẹp thôi, nhưng mà có khách đặt rồi nên là em sẽ không báo giá nữa nhé. Tiếp đến bên cạnh đây là mặt hàng lan trúc mành ạ. Trúc mành thì hôm nay bên em vừa mới về thôi ạ. Trúc mành hàng Tây Bắc nhé. Đây em sẽ lấy lên cho các bạn xem trúc mành hàng Tây Bắc. Đặc điểm ở đây đó là thân đốt màu nâu và cái có cái đốt phình to ra hơn so với những cái trúc mành Lào hay là những cái trúc mành chỗ nơi khác đấy ạ. Trúc mành hàng Tây Bắc hôm nay về rất là đẹp luôn đấy ạ. Quay rõ cho các bạn xem đây, từng đốt nâu luôn nhé. Và phình nâu luôn. 250.000 đồng cho 1kg trúc mành ạ. Dạ vâng ạ. Tiếp đến bên đây sẽ là mặt hàng lan kiếm đỏ ạ. Kiếm đỏ sẽ là 70.000 đồng một bó. Bên em hiện giờ chỉ còn 3 bó thôi ạ. Hôm qua có rất là nhiều bạn hỏi về cái lan kiếm đỏ này, nhưng mà hiện giờ thì hôm qua hết hàng và hôm nay bên em cũng chỉ lấy được có 3 bó này thôi. Còn có 3 bó nhé, 70.000 đồng một bó ạ. Bên cạnh đây là mặt hàng lan kim thoa. Kim thoa có cả rễ to và rễ nhỏ nhé các bạn. Hiện giờ thì còn chỉ còn những cái rễ mà tầm dưới 1 cân thôi. Bởi vì rễ hôm qua bên em có cái rễ 3 cân thì cũng có khách đặt mất rồi. Kim thoa 100.000 đồng cho 1kg ạ. Trên đây sẽ là mặt hàng lan đùi gà tròn ạ. Đùi gà tròn hôm nay có 2 loại nhé các bạn. Đùi gà tròn đây là cái hàng mà nó khá là dài đấy ạ. Hàng dài nhưng mà cũng không được đẹp lắm. Hàng dài nhưng mà thân thì cong keo thôi. Đây là có mức giá là 180.000 đồng cho 1kg. Đây là loại đùi gà tròn 180 nhé. Đây ạ, thân dài luôn nhưng mà nó hơi xấu. Tiếp đến đây là mặt hàng đùi gà tròn loại đẹp ạ. Thân đều luôn nhé các bạn nhé. To tròn đều đẹp ạ. Có mức giá sẽ là 230.000 đồng cho 1kg ạ. Đây là đùi gà tròn 230.000 ạ. Tiếp đến đây sẽ là mặt hàng lan lụa vàng. Lụa vàng thì bên em hiện giờ cũng còn ít ạ. Chỉ còn cỡ khoảng tầm hơn 1kg thôi. Bên em bán với mức giá là 350.000 đồng cho 1kg lụa vàng nhé. Lụa vàng mùa này thì như các bạn biết rồi đấy ạ. Đây, có những thân thì đã ra cái mầm hoa và có những thân chưa ra. Nhưng không vấn đề gì cả, những thân chưa ra thì khi về chỉ trong thời gian ngắn nữa thôi là sẽ ra luôn nụ hoa để đảm bảo cho các bạn có thể là chơi hoa trong mùa Tết xuân này đấy ạ. Còn trên đây em có một cái chậu này là chậu lan phi điệp tím Cao Bằng nhé. Hiện giờ thì ở đây thì có một người dân đến nhờ em bán thôi. Đây em quay cận cảnh cho các bác luôn nhé. Cái thân dài thân mẹ này nó rơi vào khoảng tầm 60cm và có kèm một thân con luôn nhé. Hiện giờ khi mà gửi đi thì em sẽ chủ động có thể là nhấc cái thân đấy ra để gửi đi cho các bác. Còn cái chậu này nó rẻ tiền, nó không đáng kể đâu. Hiện giờ mình gửi thân đi cho nó nhẹ và thứ hai nữa là để tránh cây đổ vỡ chậu thôi. Còn bác nào mà thích gửi chậu thì em gửi luôn, vì cái chậu này nó cũng không đáng kể đâu. 600.000 đồng cho một cái phần hoa phi điệp tím này nhá. Cả một thân mẹ và một con đấy ạ. Vâng, đây là phi điệp tím Cao Bằng nhá. Vâng. Tiếp đến đây là mặt hàng Ý Ngọc ạ.
Lan Ý Ngọc hôm nay bên em bán với mức giá là 200.000 đồng 1 kg nhé. Đây là lan Ý Ngọc đây. Khô đều đẹp nhé các bạn. Đây là mặt hàng lan Ý Ngọc ạ. Bên cạnh lan Ý Ngọc sẽ là mặt hàng lan Hoàng Thảo Vôi. Vâng. Hoàng Thảo Vôi bên em bán với mức giá là 250.000 đồng trong 1 kg hàng loại đẹp ạ. Đây ạ, hàng Thảo Vôi loại đẹp. Hàng rừng thì sẽ có cả thân già và thân tơ nhé các bạn. Những cái thân già mà nó chưa bị gãy ấy, thì bên em cũng sẽ chưa cắt bỏ đâu bạn ạ. Bởi vì là cái thân già này khi mà lấy về các bạn trồng lên thì nó sẽ còn có để nuôi những cái mầm con nữa. Nếu mà em cắt bỏ đi rồi ấy, thì nó cái mầm con lên sẽ không có cái thân già để nuôi thì nó cũng sẽ yếu. Nên là khi mà gửi đi sẽ có cả thân già và thân non gửi cho các bạn. Nên là các bạn đừng đòi hỏi là tại sao lại toàn thân già. Mà em nói luôn là một khóm thì hàng rừng thì nó sẽ chỉ có khoảng 2 thân tơ, còn 3 thân kia nó có thể là thân già. Đấy là chuyện bình thường. Tiếp đến, đây là mặt hàng lan Hoàng Thảo Vôi loại giống ạ. 180.000 đồng cho 1 kg. Đây, hàng giống hôm nay cũng nó là hàng nhỏ nhá. Còn những cái cây mà quá gãy dập thì em cũng bỏ rồi. Hoặc là em sẽ chủ động cắt bỏ cái phần gãy dập đi cho các bạn để tránh thối nhũn nhé. Dạ, và bên cạnh tiếp đây thì còn có một chút cái phần long tu xanh hoa tím nhé. Chỗ này chắc cũng còn khoảng tầm 3-4 cân gì đấy. 220.000 đồng cho 1 kg ạ. Em nhắc lại là 220.000 đồng cho 1 kg long tu xanh đá tím ạ. Trên đây sẽ là mặt hàng lan Hạc Vĩ Bắc ạ. Đây ạ, Hạc Vĩ Bắc hôm nay em quay cho các bạn luôn đây. Hạc Vĩ Bắc so với Hạc Vĩ Lào thì là đặc điểm đây là thân nó to tròn đều hơn nhé các bạn này. Và nhìn nó rất là cứng cáp luôn. Hạc Vĩ Bắc là 260.000 đồng cho 1 kg ạ. Hạc Vĩ Bắc khác với Hạc Vĩ Lào và Hạc Vĩ Thiên Cung nhé các bạn. Hạc Vĩ Thiên Cung nó là dòng cấy ghép của Đài Loan. Nên là bên em cũng không rất ít khi nhập và hiện giờ cũng chưa nhập lần nào luôn ạ. Hạc Vĩ Bắc lấy về thì các bạn đảm bảo trồng đậu lên luôn. Rất là sống, sức sống mãnh liệt luôn. Bên đây còn có khoảng tầm 2-3 cân kiều mỡ gà. Hàng hôm nay thì kiều mỡ gà này chỉ có một ít này thôi. Em thanh lý là 200.000 đồng cho 1 kg nhé. Cỡ này tầm khoảng tầm 2 cân thôi. Bên cạnh kiều mỡ gà ở đây sẽ tiếp đến sẽ là mặt hàng lan trồn loại đẹp ạ. Đây ạ, trồn loại đẹp của ngày hôm nay đấy ạ. 230.000 đồng cho 1 kg hàng trồn loại đẹp nhé. Có những cây nhỏ quá thì bên em sẽ chủ động bỏ ra cho các bạn này. Bên này như cây này thì có thể là các bạn bên lấy lại giống sang thì chưa lọc này. Khi mà bên em gửi đi cho các bạn thì một cái kg trồn đẹp nó rơi vào khoảng tầm 5-7 cây cơ. Sẽ là 1 cân, 230.000 cho 1 kg trồn đẹp này. Bên cạnh loại trồn đẹp ở đây sẽ là mặt hàng lan trồn giống ạ. Trồn giống bên em bán với mức giá là 180.000 đồng cho 1 kg. Khoảng tầm 10 cây hoặc là 8-10 cây sẽ được 1 cân nhé. Còn loại trồn to thì nó sẽ được 5-7 cây thôi. Còn bên cạnh trồn giống, ở đây sẽ là mặt hàng lan đuôi chuột ạ. Lan đuôi chuột bên em bán với mức giá là 150.000 đồng cho 1 kg. Tiếp đến là mặt hàng lan báo hỉ ạ. Vâng, lan báo hỉ bên em bán với mức giá là 150.000 đồng cho 1 kg nhé. Báo hỉ hôm nay thì cũng không được đẹp lắm và cây nó sẽ ngắn rồi. Nên là bên em bán với mức giá xả hàng 150.000 đồng cho 1 kg. Bên cạnh lan báo hỉ sẽ là mặt hàng lan môi tua ạ. Lan môi tua thì mùa này là lá nó vẫn chưa xuống lá đâu. Vẫn còn khá là đều và đẹp. Môi tua hôm nay bên em xả hàng nhé. 100.000 đồng cho 1 kg ạ. Tiếp đến sẽ là mặt hàng lan cẩm báo rừng ạ. Cái này thì thực sự là rất là khó tìm luôn. Bên em bán có khi là từ đầu mùa đến giờ rồi. Đầu mùa ghép lan đến giờ là chưa có một lô cẩm báo nào hết. 300.000 đồng cho 1 kg cẩm báo này. Cẩm báo hàng rừng này thì khi khai thác về thì sẽ không thể tránh được xây xước lá. Nhưng em đảm bảo với các bạn khi mà bên em gửi cho các bạn là sẽ vẫn có ngọn để cây phát triển nhá. Còn lá xây xước thì bên em không bảo hành nhá. Hàng rừng thì không thể tránh khỏi rồi. 300.000 đồng cho 1 kg cẩm báo hàng rừng. Tiếp đến đây là cái lan ngọc thạch ba màu ạ. Ngọc thạch ba màu 200.000 đồng cho 1 kg nhé. Đây, có cả thân dài và thân ngắn. Cái ngọc thạch ba màu này hiện giờ bên em cũng còn ít thôi. 200.000 đồng cho 1 kg. Còn khi nào
khi mà gửi đi bên em sẽ có cả cây dài và cây ngắn lẫn lộn. Còn nếu mà bác nào mà có yêu cầu thì bên em sẽ chủ động chọn cây dài và cây ngắn cho, tùy theo sở thích của các bạn luôn. Tiếp đến ở bên đây sẽ là mặt hàng lan Sơn Thủy Tiên. Sơn Thủy Tiên 180.000 đồng cho 1 kg. Sơn Thủy Tiên này thì cũng có cả hàng dề rất to luôn, nhưng mà cây thì là nó sẽ khá là nhiều cây già nữa rồi, nên là bên em mới bán với mức giá là 180.000 đồng. Còn hàng đẹp thông thường bên em sẽ bán sẽ là 230 cơ. Nên là khi mà các bạn nhận đặt hàng, các bạn chú ý theo dõi giúp em mức giá. Có nghĩa là cái giá 180.000 ấy thì nó là cái hàng cũng gọi là hàng rơi vào là hàng xả rồi nhá. Nên là khi nhận hàng các bạn phải chủ động lấy về để trồng và cấy ghép, chứ đừng có bảo sao lại xấu thế. Bởi vì mức giá 180.000 thì cái hàng lan thì nó cũng tương ứng với mức giá thôi. Tiếp đến ở trên đây là mặt hàng lan kim điệp nhựa. Kim điệp nhựa hiện giờ hàng to đều đẹp đây nhá. Đây là hàng to đều đẹp ạ, 250.000 đồng cho 1 kg kim điệp nhựa. Đây là hàng đẹp ạ. Còn hàng giống kim điệp nhựa bên em bán với mức giá là 180.000 đồng ạ. Hàng giống thì nó sẽ nhỏ hơn nhé các bạn đây. Hàng giống thì có từ những cây như này, nhưng mà tất nhiên là khi gửi đi thì những cây mà có quá nhiều thân già thì bên em cũng bỏ nhá. Chủ yếu là cây sẽ nhỏ hơn thôi. Tiếp đến ở đây là mặt hàng lan kim điệp xuân ạ. Kim điệp xuân bên em bán là 150.000 đồng cho 1 kg kim điệp xuân ạ. Kim điệp xuân thì cũng rất là mướt luôn nhá, lá vẫn còn rất là nhiều. Khi gửi đi thì em cũng chủ động ngắt lá vàng đi cho các bạn để tránh thối nhũn luôn. Còn mùa này ghép lan thì hiện giờ không thể tránh khỏi là xuống lá thôi. Tiếp đến ở cạnh đây sẽ là lan kiều vàng ạ. Lan kiều vàng là 160.000 đồng cho 1 kg ạ. Và cuối cùng sẽ là mặt hàng lan phi điệp mà vàng Cao Bằng. 150.000 đồng cho 1 kg phi điệp vàng nhé các bạn. Đây. Phi điệp vàng hiện giờ đang là cái mùa mà lên mầm non rồi đấy ạ. Giờ này ghép lan phi điệp vàng là rất là tốt luôn. Vâng, vừa rồi là tất cả những mặt hàng lan mà cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền hôm nay bên em mới cập nhật. Các bạn đặt hàng vui lòng liên hệ trực tiếp số điện thoại 0984 754 102. Em xin chào và hẹn gặp lại vào những clip lần sau ạ.